nay mình tới quán chè Bamboo. Lâu quá mình cũng không có ăn món chè mà ba màu đậu xanh, đậu đỏ, bánh lọc, nước dừa. Mình rất là thèm. Và hôm nay mình sẽ vào để mình gặp cô chủ quán chè nhé. Mình đi vào nhé. Đây là cô chủ quán chè Bamboo. Thật sự ra là cả nhà biết không, mình với lại Tường Vân không? Đã quen nhau, là có duyên gặp nhau ở Việt Nam mấy chục năm rồi. Mà Vân có nhớ cái ngày quen nhau chị nhớ ra đó. Cái lúc đó là mình đi học Cẩm Hoa. Cẩm Hoa thứ nhất. Mình em biết chị là học từ cái chỗ đi học lớp Cẩm Hoa. Hội phụ nữ đúng không? Đúng rồi. Hội phụ nữ, hai chị học chung với nhau. Đúng. Xong rồi cái chị một ngày đó chị đàn lễ nhà thờ. Cái Vân là chạy lên kêu chị. Đúng rồi. Đúng không? Nhớ đúng kêu rồi. Chị nữa thêm lần nữa. Xong rồi là từ đó là chị em là cái đi chơi với nhau. Đi chơi rồi biết nhau. Rồi cái đến lúc đi Mỹ gặp được một thời gian xong thời xưa điện tử nó không giống như không có vậy. Không có điều kiện là giống như mất. Là mình không có sinh phát luôn rồi không có biết liên lạc rồi mất đến... một thời gian nó thời đó nó không có biết cái Facebook đúng, sổ đúng rồi khó khó rất... chị với Vân là khoảng thời gian mất rất là trên tích rất là lâu. Có một lần gặp nhau á, em nhớ là chị có nhớ là lúc xảy ra là nhớ cái thời mà cái chỗ cái cọc San Felipe đang bị nó đua xe cái nó như là không cho lưu động. Xong rồi lúc đó chị đứng đúng rồi nhớ đứng coi cái Vân gặp Vân thấy nhớ đúng rồi ngay chỗ mà đầu cái đường mà Starbucks đi vô cái trường đúng. Evergreen ngay cái khung đường gặp nhau lúc đó mừng quá quá rồi mới có số phone rồi tới nhà. Em vui dễ sợ chạy lan cho cái bánh mì đó là xíu mại nhớ nhá hay đó xí nhớ hay á em nhớ là em nói rất là ngon em còn hỏi đúng rồi nấu làm sao thì về nấu cho chồng đó. nhớ rồi bánh mì xíu mại đúng. Rồi em cứ nhớ hoài em nói là chị Lan là nấu ăn số một bếp là coi như giang bếp mẹ tôi nhưng cái gì mà nấu ăn là coi như là chị Lan là số một rồi em nhớ ngoài là cái món đó rồi cái thời gian kỹ rồi lại mất tin nữa tức là sau này mất liên lạc hai năm thì là chị mới biết là bây giờ tự nhiên mới biết tôi làm chủ quán chè hai năm trời cái đất này hai năm trên thành ra trong thời gian đó hai năm hai chị không gặp là trước khi mà Vân mở quán chè cũng tới chị thêm một lần nữa đúng. Chị em ngồi ăn ngồi chơi thật ra chị đâu có nghĩ là không nghĩ chị bởi vì khi Vân nhắn tin Vân nói là Vân chủ tiệm chè thì tại hai năm nay chị em không gặp không gặp cô chủ mang chè mời mình đây. Chị Lan là người chị rất là yêu mến. Đây là đây là ly chè truyền thống đó. Ly chè truyền thống là cô Vân mời đây. Là đậu xanh, đậu đỏ. Đậu xanh, đậu đỏ rồi khoai môn, đậu khoai môn. Có đậu trắng mà em có đậu trắng. Không sao. Ăn khoai môn cũng ngon ha. Rồi nước dừa, nước cốt dừa. Ngon quá, chị sẽ thử nha. Ok. Rồi bán chè như vậy thì hỏi thì có người thèm chè không? Nghe mùi này rồi xong cái mùi hồi lúc chưa bán thì rất là mê chè. Vậy á. Nhưng mà bây giờ bán rồi thì nhìn là thấy ngán. Với lại sợ lên cân đúng không? Sợ lên cân. Thứ nhất là đường, thứ hai nữa là lên cân. Thì chè thì ta biết là người Việt mình ai mà không thích chè, đúng ai đúng mà không thích xôi. Đây là phần đậu trắng nha các bạn. Ai mà không thích xôi mà chè đó. Nhất là cái tuổi mà ngày xưa tụi mình chị em mình đi ăn á là hầu như ăn chè nha. Chị mời Vân nha. Mời xin mời cả nhà nha. Đồ nước dừa béo quá béo cho chị hỏi là nước dừa này là mình xài nước dừa tươi luôn nước dừa dễ mình bào xay ra đúng không dừa trái đúng không dừa trái mềm nó thơm nó thơm nó thơm chứ còn mà chị Lan em thấy nhiều người đi về Việt Nam á chè Việt Nam á người ta nói chè nóng thì ngon bây giờ chè lạnh hết không chè lạnh không ngon bằng chè bên buôn ở đây quá rất là nhiều người nói cái nước dừa rất ngon tại vì cái đậu này cái gì á chị Lan phải chọn ra chị Lan chọn tại vì ở dưới đó đường nó dưới Vân biết sao không cái nước dừa của mình nó thanh rất là thích tại vì thường thường người ta đây á chị cũng sợ lên cân hoặc là sợ đường lên dây đúng rồi mà nước dừa hoặc là sen không dám ăn chè đường đâu quá ngon quá ngon quá ngon quá không ăn chè đâu không ai biết thèm không
tiếp theo là lá lọc của chủ. Trời ơi, bởi vậy là lâu lâu á mình không ăn thường, nhưng mà nếu mà ăn chè phải ăn lâu lâu và ăn cho đáng thì mấy mùi vậy ngon thì các con chết thì phải cung cấp cái dừa nó béo sao chỗ cái đá này. Dừa béo ngon quá trời. Chị nghe một lần có mấy người nói là sao giờ nó không ngon, đúng không? Nói một lần mấy người bà chị của chị hay đi ăn á, nhưng mà bây giờ chị ra chị thấy quá ngon đó chị Lan. Bởi vậy là cái video này phải nói lên, phải nói lên là cái người chụp mới là sẽ hai năm là chất lượng nó khác đó. Nó không có phải giống như ngày xưa. Các chị mà thích ăn vặt ở Cali nè, nhớ trở lại chè bamboo, bởi vì hôm nay mình ra mình ăn mình thấy rất là ngon, rất là đáng cho mình phải đi được mùa hè thôi. Chè ngon quá. Chè ngon ha, là đây là con Vân từ Vân còn chế thêm ra cái chị bơ với lại rồi. Cho một chút đậu trắng vô rồi là dừa. Nước cốt dừa Nếu mà ai thích bánh lọc thì cho thêm bánh lọc. Nhiều khi buổi trưa chị ăn cái này bơ tốt nè, đậu đôi khi nó cũng có cái tốt, mình đừng có chọn, nếu mà không thích đường thì là đừng không cho. Có thể mình dùng như là ta hay giống trà sữa, nó hay để là 25%. Để lo, chị hay lấy cái cuối cùng nhất các bạn. Chị Lan, ở đây á, trong cái đậu là mình đã qua đường, đúng. Tại vì mình đậu mà nhạt nhẽo là nó ăn nó rất là vô duyên. Khi mình nấu đậu là phải thấm đường. Nó thấm đường, nó mới có cái đậu đường. Nhưng mà đến bán là mình tụi em có cho đường thêm đường. Mà đường nấu, syrup, đường nấu. Đường gọi là đường là đường cane sugar đó, đường vàng, đường vàng nấu ra mình cho. Thì nếu mà mình không muốn ngọt thì nó lại là bớt đường hoặc là không đường cũng được. Không đường tại vì trong cái đậu nó đã ngọt rồi. Nếu mà mình ăn mình sợ đó. Đúng rồi, sợ đường, sợ đường. Thì là mình chơi kiểu đấy đó. Giống như vậy. Mà Vân chế ra một cái món này rất là lạ. Chị Lan. Bơ nè, đánh lọt nè, thêm cái gì đậu mà. Em đậu với lại nước cốt dừa cũng không? Đã chị, lần sau chị ra đây em cho chị ăn thử. Là ăn ngon chị. Ngon, ngon. Chị thấy con ăn là thấy lạ. Nhất là mùa hè thì rất là thích ra đây ăn chè. Tại vì nhiều khi nhất là mình ăn cái gì mặn xong cái cũng thèm thèm, có lâu lâu cũng thèm chè hay là cái gì. Mà ở đây chị có trời coffee không? Trời coffee chị chưa thử, nhưng mà con chị nó uống hoài. Chị phải thử. Nó uống hoài đúng. Để bữa nào chị kêu nó ra mua cho chị một ly nha. Để bữa nào chị muốn uống thì cái chị là ghiền cà phê mà. Bên quảng cáo cái nào ngon nhất để mốt chị biết nè. Chị ớt cà phê muối, cà phê trứng ở đây em cũng có. Cà phê trứng chị chưa thử nha. Ồ, bữa khác chị ra chị lần thử cà phê trứng nha. Lần sau là nó có cái độ béo. Em làm cà phê muối ở đây thích lắm. Sẵn đây là mình nói với lại tất cả các chị em ở San Jose. Em ở San Jose nếu mà muốn thử thật dừa. Thật dừa ở đây, thật dừa tươi đây. Thơm dừa quá. Thơm dừa không? Nước dừa này cũng làm là nước dừa tươi. Rồi cái rất là thơm nha. Mà ăn chúng có cái cá dừa chị thích nhất là cái nước dừa. Có nhiều người họ không có đủ nước dừa, họ pha quá nhiều nước lọc. Cái này là nhưng mà cái này là chị ăn chị thấy cái trái dừa xương rõ ràng luôn. Trái dừa xương luôn. Mà chị ăn thử cái miếng có dừa nè. Ăn miếng nó sực sạch nữa. Ngon nha. Cái này làm trời ngon. Ngon á. Ngon lắm đó nha Vân. Vậy là mốt chị sợ đó thôi. Ra đây mua cái này nếu mà thèm về dừa. Mình bán một cái hai cô cũng thích. Thì mình vui. Vui. Ví dụ giống như mà bây giờ em mà có người nào họ cho em cũng nhận cái ý kiến của họ để mình trao dồi xây dựng lên. Hay á. Chứ mình không có phải là giận lên tôi nghe. Tôi không nghe. Ý của tôi thôi. Nó là không được. Không thành công được suy nghĩ là. Giống như là bây giờ ví dụ như nè. Vân có thể thử ra. Ví dụ như mình làm những cái chén chè giống như là một cái khay á là ta hay nói 6 chén chè, nhưng mà mình đừng có làm mỗi ngày, có thể là cuối tuần xong mình làm chè khoai chị đậu mà mỗi thứ một chén nó nhỏ xíu thôi đó, kiểu là nặng á, Vân đem ra một cái phần như vậy thì Vân nên suy nghĩ thôi đó là kêu là chè nóng, nhưng mà mình đừng có làm nhiều quá. Ngày thường thì mình chuyên viên là chè nặng, nhưng mà đến lúc mùa đông cuối mình nên thôi. Suy nghĩ cuối tuần thôi, suy nghĩ thêm chè nóng cuối tuần. Tại vì màu mỗi thần mà là mình ăn mình cảm thấy nó ngon, rất là ngon. Thì Vân cứ tìm mấy cái bát nhỏ nhỏ như này Vân, xong rồi Vân ví dụ chè bắp, chè khoai, chè táo sò, rồi chè bà ba, thì mỗi thứ Vân để một cái khay như vậy là 5 bát, chị nói là cho 5 thứ đi, thì Vân bán một phần như vậy cho vào cái thời gian mùa đông thôi, còn mùa hè là mình chuyên về chè lạnh, đúng không? Các chị
chị ở San Jose mà thích ăn chè ba màu lại nhớ tới tiệm bé bu của cô chủ Tùng Vân nha. Mến chúc cả nhà trong những ngày đầu năm mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc, nhiều sức khỏe và thật là nhiều bình an.